Người đàn ông này không bình thường, rõ ràng thân đã có khối tài sản khổng lồ, những hàng ngày vẫn bạt mạng vận chuyển gạch. Sau khi vận chuyển xong, Oliver lại mở cuốn sổ ra tìm kiếm tên. Cái tên được tìm thấy lần này là Richard. Anh ta đã nhận thầu tất cả máy báo động cháy ở vùng quê nghèo, nhưng anh ta lại dùng sản phẩm không đạt chuẩn, vì vậy đã dẫn đến phát sinh hỏa hoạn. Bây giờ Oliver muốn đi chất vấn hắn ta. Buổi tối, Richard chuẩn bị uống rượu bên bể bơi. Đột nhiên, chai rượu của anh ta bị bắn vỡ. Điều này đã khiến anh ta giật mình. Sau khi nhìn thấy Oliver, hắn ta rất kỳ lạ. Thuộc hạ của tôi trực 24/24. Vậy vì sao anh lại vào được đây? Ai nghĩ rằng trong tay của Oliver lại có hai khẩu súng? Anh đã giết chết thuộc hạ của tôi. Sự thật chính là vậy. Nói xong, Oliver đi vào vấn đề chính, để hắn ta thú nhận tội lỗi. Richard chết lặng, nhưng điều khiến Oliver không thể ngờ tới lúc này đó là, trên đỉnh của một tòa nhà cách đó không xa, một chiếc súng trường bắn tỉa đã ngắm trúng hai người họ. Khi đang nói chuyện, tiếng súng vang lên, viên đạn đã bắn trúng tim của Richard, khiến cũng dọa Oliver một phen. Sau khi quay tùy ý bắn hai mũi tên ra, Oliver liền lập tức tìm chỗ để trốn đi, vai của anh cũng đã bị trúng đạn. Sau khi trở về, Oliver đã tự khâu vết thương cho mình. Thật sự chỉ có dũng sĩ mới có thể khâu vết thương mà không cần thuốc tê. Xử lý vết thương xong, anh lấy cuốn sổ ra và gạch đi tên của Richard. Trong lòng anh nghĩ, những kẻ cặn bã như Richard có nhiều kẻ thù, đó cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, Oliver không hề để ý đến chuyện này. Đột nhiên, Oliver cảm nhận thấy chóng mặt. Lúc này anh mới phát hiện ra trong đạn có độc. Anh vội vàng mở chiếc thùng bảo bối ra, lấy ra một nhúm cỏ rồi liền lập tức ăn nó. Vừa ăn xong thì liền bất tỉnh nhân sự. Đợi khi anh tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Anh tìm thấy miếng bông xử lý vết thương hôm qua, sau đó lấy một loại lọ thuốc thử để thử nghiệm độc tố. Thông qua kết quả thử nghiệm, anh biết được loại độc này tên là độc tên, mà cả thế giới chỉ có một người sử dụng cách này để giết người. Anh lập tức dùng máy tính điều tra ra tin tức của người này. Người này tên là Dex, hắn ta đang bị cả thế giới phát lệnh truy nã. Đến buổi chiều, Oliver dẫn Curtis đi đến công trường đã bị vứt bỏ của vùng quê nghèo. Anh chuẩn bị sửa chỗ này thành một quán bar. Điều này cho thấy một là kinh doanh quán bar chính vì giúp anh che giấu thân phận. Đây là một nơi tốt, có lợi cho việc không thấy bóng dáng anh mỗi tối. Hai là cũng thuận tiện cho việc thay đổi nền kinh tế của nơi đây. Khảo sát xong, Curtis về trước, bởi vì Oliver nghi ngờ rằng người giết hại Richard không phải là người bình thường. Vì muốn xác minh phán đoán của mình, anh đã một lần nữa đi đến khu biệt thự của Richard. Anh không chỉ đơn giản là một tỷ phú, chỉ thông qua âm thanh thì có thể phán đoán được viên đạn đến từ đâu. Anh giống như một con khỉ, chỉ cần vài bước đã trèo lên được cao. Anh nhổ đầu đạn bị cắm ở trên tường, sau đó mang về để nghiên cứu. Thông qua dấu vết trên viên đạn, Oliver điều tra ra vũ khí này được mua từ xã hội đen của nước Nga. Vì vậy anh đã đi đến địa bàn của xã hội đen. Vừa mở lời, anh đã muốn gặp ông trùm của bọn họ. Tên thuộc hạ nhìn thấy Oliver cao ngạo như vậy, liền tiến lên muốn dạy cho anh một bài học. Ai biết được anh lại mạnh mẽ như vậy, vừa vung tay một cái đã khiến tên thuộc hạ quỳ xuống đất. Sau đó để lộ ra hình xăm của mình và tự xưng là người của hội Rafa, muốn tìm ông trùm của họ để báo cáo tình hình. Người đầu chọc này sau khi nhìn thấy hình xăm của Oliver liền thay đổi thái độ. Vậy thì hình xăm này rốt cuộc có gì đặc biệt? Ông dẫn Oliver đi xuống dưới tầng hầm. Oliver cũng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp muốn tìm tên sát thủ người mà đã mua súng của họ. Người đàn ông đầu chọc nói với Oliver, sau khi điều tra xong sẽ thông báo kết quả cho anh. Rất nhanh, buổi tối Oliver đã nhận được điện thoại. Đối phương đã điều tra ra được tin tức của Dex. Oliver vừa nghe xong địa chỉ liền lập tức tắt máy. Không lâu sau, Oliver đã đến trước cửa của một phòng. Người đàn ông trong phòng đang lướt mạng này chính là Dex. Với khả năng nhạy bén của anh ta, khi Oliver đến cửa anh ta đã cảm thấy điều gì đó bất an. Còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng, đột nhiên cửa phòng bị đạp đổ. Mũi tên đầu tiên bắn trúng chỗ anh ta vừa ngồi. Xạ thủ nhảy đến bên giường, quay người rất nhanh chóng, chỉ nhìn thấy Oliver nấp sau bức tường. Nhân lúc đối phương nạp đạn, Oliver nghiêng người, hai mũi tên được bắn ra. Xạ thủ sau khi nạp đạn đã bắn loạn lên, Oliver lại nấp sau bức tường tránh đạn. Đột nhiên bên trong không có bất cứ âm thanh gì. Khi Oliver xông vào trong phòng thì xạ thủ đã nhảy qua cửa sổ để thoát thân. Oliver cầm máy tính của xạ thủ và biến mất trong đêm tối. Ngày hôm sau, anh đã tìm đến một cô gái xinh đẹp và nói rằng không cẩn thận đã đổi cà phê vào máy tính. Vì vậy anh muốn cô gái tóc vàng giúp anh lấy ra dữ liệu trong máy, sau đó lấy ra 3 viên đạn trong chiếc máy tính khiến nó chết thảm như vậy. Rất nhanh số liệu đã được dẫn ra, bên trong có bản vẽ thiết kế công trình. Công trình này chính là tài sản của gia đình họ, mà ở đó sẽ tổ chức một cuộc đấu giá, xem ra đối thủ của công ty họ lại chính là Dex. Buổi tối hôm nay sẽ rất nhiều người đến tham gia buổi đấu giá này. Tòa nhà này đều thông suốt với nhau, vì vậy một mình Oliver không thể nào để ý được tất cả ngõ ngách của nó. Ngay sau đó anh đã nghĩ ra một cách. Buổi tối anh tìm đến người cảnh sát trước đã từng bắn anh, dễ dàng đã trói được đối phương lên xe. Anh nói với anh ta về mối nguy hiểm của tối nay và giữ lại chiếc máy tính chứa rất nhiều chứng cứ kia. Người đàn ông này sau khi đứng dậy được chắc rằng anh ta cũng không còn mặt mũi nào nữa. Rất nhanh, buổi đấu giá diễn ra như bình thường. Người đàn ông quả nhiên đã đến. Chính lúc buổi đấu giá bắt đầu, ông ta đã thông qua bộ đàm xác nhận tất cả thuộc hạ đã ở vị trí hay chưa. Tuy nhiên, điều khiến anh ta không thể ngờ đó là nóc nhà cách đó không xa, một trạm gác đã bị Dex cướp mất. Người đàn ông này là sát thủ số 1 trên thế giới. Trong cuộc đời sự nghiệp của anh, không có bất kỳ mục tiêu nào có thể sống sót. Tuy nhiên,
nhận thấy bản thân đã thất bại, nên sát thủ đã bắn loạn xung quanh căn phòng. Oliver đã bảo John đưa người nhà của anh rời khỏi đó. Sau đó, một mình chạy vào hành lang, lấy chiếc túi đựng công cụ đã được chuẩn bị sẵn, rồi vội vàng chạy lên nóc của tòa nhà. Nhưng điều khiến anh không thể ngờ đó là John đã chạy theo sau anh. Tên sát thủ không chút cảnh giác, hắn ta vẫn đang truy tìm mục tiêu. Đột nhiên một người bay ra ngoài cửa sổ. Tên sát thủ đã phát hiện ra, hắn ta lia súng bắn liên tục. Oliver nấp vào một góc và chuẩn bị tấn công, nhưng bắn thế nào anh cũng không bắn trúng. Tên sát thủ hèn hạ nấp sau tấm chắn, chậm chậm tiến lên phía trước, nhưng đằng sau tấm chắn kia lại không có ai. Tên sát thủ đang hoang mang, đột nhiên Oliver xuất hiện phía sau anh ta. Một đạp đã khiến tên sát thủ ngã xuống đất. Oliver lộn người như chiếc móc câu, rồi lại một đạp. Tên sát thủ bị đạp ngã không tìm thấy điểm tựa. Tiếp sau đó, khi anh ta trèo lên được thì Oliver đã đứng ở phía trên chờ sẵn. Tên sát thủ đã bị Oliver cho lộn một vòng 360 độ đến chóng mặt. Sau đó, khi hắn ta đứng lên được thì Oliver cũng đã xông đến, rồi một tay giữ chặt súng của sát thủ, cú đánh khiến hắn ta chết đứng người. Tên sát thủ bị bóp chặt cổ đang ra sức dãy giụa. Sau đó hắn ta chơi trò hiểm, hắn ta đưa tay ra bám chặt vào vết thương ở vai của Oliver. Điều này khiến Oliver vô cùng tức giận. Sau khi đá tên sát thủ ra, anh nhặt chiếc cung lên chuẩn bị chơi cùng hắn ta. Tên sát thủ này cũng thật hài hước, hắn ta được gọi là sát thủ chết. Vậy mà anh ta cũng không nhìn thấy Oliver đứng cách đó chưa đến 30 mét. Anh ta giả vờ không nhìn thấy sao? Lúc này hai người nói với nhau câu chuyện cuối cùng. Đột nhiên sát thủ giơ tay lên và bắn liên tục. Oliver nhân lúc sát thủ dừng lại quay người bắn một mũi tên. Lần sau khi quay người lại, tên sát thủ đã bị giết chết nằm trên sàn nhà. Hóa ra mũi tên đã bắn trúng mắt phải của hắn ta. Đột nhiên phía sau Oliver có tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là John. Không biết anh ta đã đi theo anh từ bao giờ, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Oliver vội vàng chạy đến, không kịp nói thêm gì, nhanh chóng dìu John rời khỏi đây. Anh đưa John về nhà mình và cho anh uống thuốc. John dường như đã khỏe hơn. Vừa uống thuốc xong, sắc mặt anh đã tốt hơn hẳn. John mặt bóng như bôi dầu đang cố gắng đứng dậy. Nhìn người đàn ông trước mắt, anh đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Sau đó anh mới nhìn rõ, hóa ra người đàn ông trước mặt chính là Oliver mà anh luôn muốn bảo vệ.